năm sau là nó sẽ có trái. Và nho đang có hai màu trái, đó là nho thân gỗ có trái màu đỏ và nho thân gỗ có trái màu đen. Và hai loại này đều có cái sự độc lạ như nhau, và đều cái bông và cái trái đều bám vô thân hết, nên gọi là nho thân gỗ. Farm, lời đầu tiên thì Hồng Anh xin phép được cảm ơn quý bà con chúng ta đã luôn luôn yêu thương Hồng Anh cùng với đội ngũ của Willow Farm. Ngày hôm nay Hồng Anh xin phép được quay trở lại với chủ đề chuyên mục về những cây độc lạ đáng trồng. Bà con cũng biết thì cái gì mới chúng ta cũng cảm thấy rất là háo hức. Chúng ta có xu hướng tò mò tìm hiểu về những cây mới, những cây độc và cây lạ. Và điều đó làm cho tâm trí chúng ta cảm thấy vui hơn, hoan hỷ hơn và thấy một cái cuộc sống nó thú vị hơn. Và trong chuyên mục này thì Hoàng Anh sẽ gửi đến quý bà con chúng ta top 7 loại cây độc lạ đáng trồng. Thực sự ra có rất nhiều loại cây độc lạ khác, nhưng bây giờ Quân sẽ chia sẻ từ từ cho quý bà con chúng ta top 7 trước đi. Còn nếu bà con chúng ta chưa thấy thỏa mãn trong top 7 này thì Hoàng Anh sẽ xin phép được tiếp tục chia sẻ tiếp cho quý bà con chúng ta nữa nghe. Thì Quân sẽ đi từng cây một và Quân cũng sẽ nói rõ luôn cho quý bà con chúng ta là bao lâu thì nó ra trái và nó ra trái thì sẽ như thế nào. Đầu tiên thì chắc là Quân sẽ đề cập tới quý bà con chúng ta về cây hồng sô-cô-la đi. Hồng sô-cô-la hay còn gọi là Black Sabote, nó thuộc cái dòng họ của Sabote hay còn gọi là Sabo nha bà con nha. Và cái vỏ của nó bên ngoài sẽ có màu xanh, bên trong nó có màu đen, nên người ta còn gọi nó là hồng sô-cô-la. Nhìn bên ngoài nó dạt dạt giống như là trái hồng giòn của mình vậy đó. Nhưng mà cái vỏ của nó khi chín nó vẫn có màu xanh nha, vẫn có màu xanh, và ở bên trong nó sẽ có cái ruột màu đen. Bên trong nó có cái ruột màu đen và cái hạt của nó cũng rất là ít. Thì khi mà chúng ta ăn nó, vị nó có hơi cái vị hơi đắng, chứ không phải vị nhẫn nha, hơi đắng nhẹ của sô cô la, và ăn nó hơi mềm mềm. Không, rất là thú vị luôn. Và trái của nó thì khá là nhiều. Đối với cây hồng sô-cô-la như thế này, đây là cái hồng sô-cô-la dạng tứ quý, tức là nó rất là nhanh cho trái. Và bà con chúng ta khi mua hồng sô-cô-la thì chúng ta cần phải để ý thêm ở chỗ là hàng của phía siêu thị cây giống Willow Farm là hàng ghép bo, thì nó sẽ nhanh trái hơn. Đối với cây này thì tầm khoảng 1 năm rưỡi tới 2 năm nó sẽ bắt đầu cho trái. Và một số khách hàng của Quanh, chẳng hạn như một anh ở ngoài Bình Thuận thì anh trồng ở dưới đất thì nó nhanh trái hơn nhé. Thì nó đã cho trái rồi và anh nói là cho trái rất là nhiều, anh phải lại bỏ bớt luôn chỉ sau 1 năm trồng. Tại vì thời điểm năm rồi mà khi mà Quanh gửi cho anh là thời điểm đó là thời điểm đang dịch. Thì năm nay thì anh đã báo là rất là nhiều trái em ơi, và cảm thấy rất là vui và hoan hỷ vì cái việc đó. Thì cái loại đầu tiên về cây độc lạ đáng trồng thì bà con chúng ta có thể trồng thằng hồng sô-cô-la, hay cái tên gọi là Black Sabote, hay là hồng tình yêu. Hồng tình yêu thì Quanh đặt cho nó, tại sô-cô-la thì là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và loại thứ hai, top 7 loại cây độc lạ đáng trồng, thì loại thứ hai đó là táo đỏ lùng bonsai. Táo đỏ lùng bonsai bà con có thể thấy là thấy mấy cái trái đỏ, táo đỏ lửng cửng như thế này chúng ta thấy rất là cưng, cảm thấy rất là yêu. Và đồng thời thì táo đỏ lùng bonsai nó cũng ra những cái lọc rất là đẹp như thế này, lọc màu đỏ như thế này. Nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy lúc nào cũng vui vẻ, phấn khởi. Thật sự ra trồng cây thì chỉ cần nó ra lọc nhiều thôi thì chúng ta đã thấy nó vui rồi. Mà giờ nó cho thêm cái trái này thì lại càng vui hơn. Bà con hỏi Quanh là Quanh ơi, cái thằng táo đỏ lùng bonsai này, cái trái táo nó ăn ra như thế nào, nó ăn ngon không, nó ăn ra làm sao? Thì cái đó với cái táo đỏ lùng bonsai, cái trái như thế này thì nó chưa kịp lớn, nó cần khoảng 1-2 tháng nữa để nó lớn. Thì khi nó lớn lên thì nó sẽ không có bự giống như là cái trái táo bán ở ngoài chợ, mà nó sẽ cỡ tầm khoảng thêm một chút xíu nữa, bự thêm chút xíu nữa thôi. Và khi chúng ta ăn thì nó sẽ có cái độ giòn và cái độ ngọt giống như những cái trái táo khác, nhưng mà về size, về kích cỡ thì nó không có to giống như trái táo kia nha. Và thằng này thì lại có cái trái màu đỏ và cái lọc màu đỏ, thì nó mang giá trị về phong thủy tài lộc cũng rất là cao. Chúng ta chơi cái độc lạ thì một là nó ngon, hai là nó quý phái và nó tài lộc. Thì táo đỏ lùng bonsai thì nó hội tụ hết cả những cái điều mà Quanh vừa chia sẻ. Rồi cái loại thứ ba mà Quanh muốn chia sẻ đó là lựu đỏ lùng Ấn Độ. Lựu đỏ lùng Ấn Độ thì nó là một cái loại cây kinh tế rất là cao. Tuy nhiên nếu mà nói về cây độc lạ thì ai mà sở hữu được một cây lựu đỏ trong nhà thì là thấy độc lạ dữ lắm luôn. Nó không có phải là nó chưa có phổ biến tới mức mà nhà nào cũng có giống như cây chanh, cây mận, mà nó còn chưa có nhiều người trồng. Và ai trồng rồi thì sẽ thấy rất là vui. Có một anh khách, Quanh với anh cũng nói chuyện thường xuyên, anh hình như anh trồng ở trên ban công ở Sài Gòn.
Anh nói bây giờ nó ra trái nhiều quá, anh phải lãi bớt. Nó đang trái, nó đang nuôi 4 năm trái, xong giờ nó ra một loạt bông, rồi nó đậu thêm nữa. Cái giờ anh phải lãi bớt và anh cũng thấy rất là tiếc. Nhưng anh biết nếu mà anh không lãi bớt thì nó sẽ bị teo luôn cái trái kia. Nói chung là tham thì thâm đó, nên là anh quyết định là anh bỏ bớt luôn. Thì đồ đỏ lùng bonsai bà con có thể trồng trong chậu, có thể trồng ở trong thùng xốp, có thể trồng ở dưới đất đều được. Dĩ nhiên loại cây nào bà con chúng ta trồng dưới đất thì nó giàu cái giá thể hơn, giàu dinh dưỡng hơn thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên thì điều kiện bà con chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ làm tới đó. Tôi không trên thân thượng, tôi không có đất thì tôi không thùng xốp được không? Dạ được. Thì chỉ cần 12 tháng là bà con chúng ta sẽ bắt đầu có thể để trái được rồi. Còn nếu mà nó ra lọc với ra bông thì bây giờ đã ra bông rồi nè, nó đã có bông luôn rồi, nên bà con chúng ta trồng cái lựu đỏ lùng Ấn Độ này sẽ rất là vui. Và đặc biệt là cái trái lựu đỏ lùng Ấn Độ này, cái dinh dưỡng của nó rất là cao, rất là giàu vitamin A, và người ta thường hay ăn lựu đỏ lùng Ấn Độ để mà tăng cường cái sức đề kháng, đặc biệt là da dẻ hồng hào và mịn màng hơn. Và cũng rất là hay là cái dinh dưỡng có trong cái lựu đỏ lùng Ấn Độ lại được sử dụng để làm tinh chất cho những cái loại mỹ phẩm cao cấp, cái loại dược mỹ phẩm cao cấp, và con chúng ta có thể tìm hiểu thêm về việc này. Nên là thay vì chúng ta phải mua lựu đỏ từ ở bên ngoài, và thật sự ở bên ngoài rất là ít bán lựu đỏ Ấn Độ bà con, tại vì nó rất là mắc nha, trái rất là mắc, thì bà con chúng ta có thể chủ động trồng, vừa vui mà vừa ngon mà lại vừa giàu dinh dưỡng nữa, thì con thấy rất là đáng để trồng đúng không? Đây là cái loại thứ ba rồi, chúng ta sẽ đến cái loại thứ tư. Cây này chắc nhiều bà con cũng hí hoái nè. Cái cây nho thân gỗ này, cái trái của nó sẽ mọc từ ở trong thân, nên nó là càng lớn lên thì chúng ta sẽ cắt bỏ những cái cành tâm ở phía dưới để tạo điều kiện cơ hội cho những cái bông của nó nhú ra. Và khi mà Quanh thấy nho thân gỗ thì Quanh hay liên tưởng tới những cái bông hoa mà mọc từ đá. Tự nhiên ngay trong cái thân này có cái hoa, nó nở ra rồi nó đậu thành chùm, đậu thành trái, trái bắt đầu màu xanh, rồi sau nó lớn lên nó có màu đỏ hoặc có màu đen tùy loại. Thì thằng nho thân gỗ này Quanh có rất là nhiều size nha. Cái cây này thì tầm khoảng năm sau là nó sẽ có trái, và nó đang có hai màu trái, đó là nho thân gỗ có trái màu đỏ và nho thân gỗ có trái màu đen. Và hai loại này đều có cái sự độc lạ như nhau, và đều cái bông và cái trái đều bám vô thân hết, nên gọi là nho thân gỗ. Ý của nó là gì? Ý của nó là cái bông nó bám vào trong thân và cái trái nó bám vào trong thân bà con nhé. Và khi mà chăm sóc thì cũng cực kỳ dễ. Bà con chúng ta không muốn nó vượt nhiều như thế này thì đối với cái nhánh này nè, bà con đem về bà con chỉ cần bấm cành ở chỗ này. Bấm khi nguyên tắc khi bấm cành thì chúng ta bấm chỗ mà cành đã hóa gỗ, cành già rồi, thì chúng ta bấm vô thì nó sẽ tự bung ra hai cái khèo mới, nó sẽ làm cho cây nho thân gỗ chúng ta tròn cái tàn nhé. Đây, đây là loại thứ tư. Và loại thứ năm thì nếu mà nói bên kia có lách sabote thì này là Quanh có white sabote nè, đó là cây bánh kem. Cây bánh kem nhìn cái lá mà con nhớ lá gì không? Giống như lá khoai mì á, của quê mình á. Khoai mì mà để mà chúng ta nấu nước cốt dừa hoặc là chúng ta nấu chè ăn đó bà con. Nhưng mà đây là cái cây nhà bánh kem hàng ghép bo. Thằng này trồng khoảng 1 năm rưỡi tới 2 năm nữa sẽ bắt đầu có trái. Và vỏ của nó cũng có màu xanh. Mà khi chúng ta cắt ra bên trong thì nó có cái ruột mịn giống như kem bên trong, mà cái ruột nó màu trắng. Nên về tên khoa học của nó gọi là white sabote, là nó đối nghịch về màu sắc ở bên trong đối với thằng black sabote là cái cây hồng sô-cô-la đằng kia. Thì Quanh thấy nếu bà con chúng ta thuận tiện thì chúng ta nên trồng hai loại này ở trong vườn của mình, để mà chúng ta có thể kể một câu chuyện cho những cái người khách của mình tới chơi, hoặc là cho những đứa trẻ của mình. À, trong vườn của chú nha, trong vườn của ba nha, có hai loại cây độc lạ mà nó đối nghịch nhau, đố con biết là loại nào. Thì khi đó trẻ con bắt đầu nó sẽ bắt đầu tìm hiểu ở loại nào giờ ba, loại nào giờ ba. Thì nói nè, đây là cây black sabote và đây là cây white sabote. Thì black là sao, white là sao, chúng ta đồng thời có thể là phát triển luôn cả cái sự tò mò về tiếng Anh của trẻ, để mà trẻ từ đó nó ham hơn, thích thú hơn và dễ tiếp xúc với ngoại ngữ hơn. Thì thông qua những cái cây này, hoặc thậm chí là chúng ta có thể chia sẻ khi trồng cây thì cái này gọi là leaf nè con, cái này là lá, còn cái rễ là gì, fruit này này kia, thì chúng ta có thể chia sẻ với các bạn, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là vui. Thì quay trở lại cây hồng, xin lỗi, cây bánh kem này, thì nó tên khoa học của nó gọi là white sabote. Thì bên trái màu xanh và ở bên trong ruột nó màu trắng, rất là dễ thương và nó cũng khá là dễ trồng. Cây này cũng là cây tứ quý nhận ghép nè bà con nhé. À, mình đã đi được bao nhiêu cây rồi ta? 2, 4, 5 cây rồi. Bây giờ mình tới cây thứ 6 là cây cherry racine.
Hôm trước Quanh cũng có dịp ở ở ở ở công ty, Quanh ở công ty chuẩn bị đi công việc và có một cô với chú ghé tìm mua cây độc lạ. Và cô với chú nói là cây này cây gì con, thì Quanh cũng trả lời với cô chú là dạ cây đây là cây cherry resin. Thì cô chú hỏi ủa trồng có trái không con? Dạ, Quanh xin phép thưa quý bà con chúng ta về cherry, nó sẽ có hai dòng cherry là cherry resin, tức là xuất xứ từ resin, và cherry anh đào. Thì cái cherry anh đào nó có cái trái giống như là cherry mà bên Úc hoặc là cherry Mỹ mà chúng ta nhặt cái trái cherry về chúng ta ăn đó ạ. Thì nó bán mấy trăm ngàn một ký, ở trên mấy cái shop cao cấp nó bán mấy trăm ngàn một ký. Thì đó là cherry anh đào. Và cherry anh đào nó phù hợp trồng ở cái vùng khí lạnh. Còn cái vùng khí nóng nhiệt đới như Việt Nam chúng ta thì nó lại không phù hợp lắm. Nên ở Willow Farm luôn luôn chọn lọc những cây giống dễ trồng và phù hợp với khẩu những khí hậu của Việt Nam. Ngay cả cây độc lạ thì đó cũng là tiêu chí đầu tiên mà Quanh muốn phải được check list vào thì mới nhập về. Thì cái cherry resin này đây là hàng nhập khẩu và đã thuần chậu ở Việt Nam, đã cho bông cho trái ở Việt Nam rồi thì Quanh mới nhập những cái cây giống hoặc cây con hoặc cây lỡ về Quanh chia sẻ với bà con chúng ta. Và cam đoan với bà con chúng ta là cái giống cherry resin này sẽ cho bà con chúng ta bông và trái sau một thời gian trồng. Nếu trồng từ cái cây nhỏ nhỏ như thế này, bà con chúng ta tầm khoảng 1 năm tới 5 rưỡi nó sẽ có bông có trái. Và ai đã ăn cherry resin rồi thì sẽ thấy nó rất là dễ thương. Cái trái nó không to lắm, nó cỡ đầu ngón tay cái của Hoàng Anh hoặc là tay cái của Nam thôi, nhưng nó cũng mọc thành chùm. Rồi nó cũng có rất là nhiều sắc tố màu tím, và những cái tiền tố màu tím đó giống như tương tự như vú sữa mica, nó cũng là một trong những cái tiền tố kháng lại ung thư rất là tốt và tăng cường sức đề kháng ở bên trong cơ thể của chúng ta. Thì một cái cây cherry resin vừa có tên rất là đẹp, cherry nữa, sao nếu lỡ có con gái chắc cũng thích đặt tên cherry ha. Rồi nó lại rất là tốt cho sức khỏe, và đặc biệt là trên cái hành trình đó là chúng ta sẽ nhận được cái sự hoan hỷ rất là vui, vì cái lọc nó ra cũng có màu đỏ luôn. Cái lọc màu đỏ à, mới nói tới cái lọc có thấy cái lọc liền, hay quá. Cái lọc nó có màu đỏ như vậy nè bà con, rất là dễ thương. Nội nó ra lọc không cũng thấy vui rồi. Giống như cây nho thân gỗ hồi nãy, bà con chúng ta muốn nó lùn thì cứ chủ động bấm cả những chỗ đã hóa gỗ, bấm giùm Hoàng Anh thì nó sẽ lùn nha, nó sẽ tạo thành cái tàn thông sẽ rất là đẹp cho quý bà con của chúng ta. Đây là cây cherry resin, trồng cây này tầm khoảng 5 rưỡi nữa có trái nha. Rồi, một cái cây độc lạ nữa rất là thú vị, đó chính là cây hồng sim ruột đỏ khổng lồ. Cái hồng sim ruột đỏ khổng lồ thì cái này cũng gọi là một cái dạng sabo. À, sao trong cái top này nó có nhiều sabo thế? Hồng sim ở Việt Nam chúng ta, ở ngoài Bắc gọi là hồng sim, ở trong miền Nam bên quanh gọi là sabo, ai gọi là sabo chê, hay thật sự tên nước ngoài của nó gọi là sabo tê, tờ sabo tê. Thì cái trái của nó lớn từ khoảng 1,5 kg trở lên và rất là sai trái, và cái da nó cũng có màu nâu nâu giống như là cái sabo của mình vậy đó, và nó chỉ có một cái hạt duy nhất và cái ruột của nó sẽ có màu đỏ. Nên đối với cây hồng sim ruột đỏ khổng lồ này, mỗi một cái trái như vậy nó sẽ có một cái hạt và nó sẽ cần một thời gian tầm khoảng 1,5 năm nó mới được cái cây như thế này. Và khi mà chúng ta muốn cho nó có trái thì chúng ta về chúng ta phải trồng dưới đất nha. Phải tầm khoảng 4 năm nữa nó bắt đầu nó cho trái. Và nhớ cho Hoàng Anh, cây này nó chỉ có thích có cái xu hướng vươn lên thôi. Nên là khi mà chúng ta trồng chúng ta cũng phải chịu khó bấm đọt để cho nó kích thích, cho nó nhảy cái khèo ra nha. Mà còn lưu ý giùm Hoàng Anh, thì cây hồng sô cô la, cây hồng sim ruột đỏ khổng lồ này cũng là một trong những cái cây độc lạ rất là đáng trồng, tại vì cái ruột bên trong của nó màu đỏ và trái rất là nặng, ăn thì dẻo dẻo ngon ngon. Nên cái giá trị dinh dưỡng của nó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta quan tâm. Màu đỏ thì thường thường nó hay chứa nhiều vitamin A, thì hồng sim ruột đỏ khổng lồ là một trong những cái cây mà Quanh thấy bên trong những cái danh mục mà các bạn chuyên viên gửi cho Hoàng Anh thì đây là cây được quan tâm và được hỏi nhiều nhất. Nó phù hợp với vùng đất như thế nào và trồng sao thì Quanh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Thì nãy giờ thì Hoàng Anh đã đến với quý bà con chúng ta chắc cũng cỡ 10 phút rồi anh hả? Chà, cũng đã hơn 13 phút cuộc đời quý giá bà con chúng ta để chúng ta đến với nhau trong một cái chuyên mục về top 7 loại cây độc lạ đáng trồng. Thì Quanh xin phép được chia sẻ lại một lần nữa để quý bà con chúng ta cùng nắm nha. Đầu tiên là cây hồng sô cô la hay còn gọi là Black Sabote. Cây thứ hai là cây táo đỏ lùn bonsai hay còn gọi là cây táo Mỹ. Cây thứ ba là cây lụ đỏ lùn Ấn Độ. Cây thứ tư là cây nho thân gỗ. Nho thân gỗ thì có hai màu, màu đỏ, nho thân gỗ trái màu đỏ và nho thân gỗ trái màu đen. Và cây thứ năm là cây white sabote hay còn gọi là cây bánh kem. Cây thứ sáu là cây cherry resin nha, cây này có trái ở Việt Nam. Và cây thứ bảy là cây hồng sim ruột đỏ khổng lồ. Đây là top 7 loại cây độc lạ đáng trồng
bà con chúng ta, và nó cũng rất là thuần ở Việt Nam rồi, rất là phù hợp với khí hậu Việt Nam rồi. Và hay quá, và bảy cái loại cây này đều phù hợp trồng ở mọi miền tổ quốc của Việt Nam chúng ta luôn, nên bà con miền Bắc tới Cà Mau đều có thể trồng được. Và chúc quý bà con chúng ta sớm sở hữu những cái cây độc lạ đáng trồng trong vườn của mình, để vừa tạo niềm vui cho mình, tạo niềm vui cho những người thân trong gia đình mình, và đặc biệt là những cái lớp trẻ, lớp mầm non của mình. Và ngày hôm nay khi Thượng Quan thực hiện video này cũng là một cái Tết Trung Thu vào năm 2022. Quan nhớ lại năm rồi, Tết Trung Thu năm 2021 thì chúng ta đang trong giai đoạn là cách ly, người thì đi cách ly tập trung, người thì giãn cách xã hội ở nhà. Và chúng ta cũng quên mất luôn cái Tết Trung Thu truyền thống cho những em nhỏ của chúng ta. Thì năm nay thì nhân dịp video này thì không biết marketing sẽ up vào ngày nào, nhưng mà thông qua video này thì Hoàng Anh xin phép được gửi một cái lời chúc mừng Trung Thu đến toàn thể các bé nhỏ là con của những quý bà con chúng ta đang xem video. Một cái mùa Trung Thu thật sự là ấm áp ở bên cha mẹ của mình, bên những cái anh chị em của mình, bên ông bà của mình. Và chúc các con luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, luôn luôn lúc nào cũng sáng tạo. Đừng bắt trẻ em nghe lời, nhưng mà con trẻ em nghe lời thì nó đôi khi nó cũng không hẳn là tốt lắm. Hãy cho trẻ em sáng tạo ở trong một khuôn khổ mà người lớn chúng ta có thể quan sát được. Và chúc các con sẽ luôn luôn có một cái tâm thiện lành và vui thú với thiên nhiên nhiều hơn, để chúng ta có một đời thật đáng sống. Cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa. Mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hân Thịnh. Xin phép và hẹn gặp lại.